cơm thêm, cơm thêm. Dạ. Đây cơm thêm. Dạ, để ở bên đây. Rồi, mắm 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 mắm. Rồi nha, khỏe rồi về nha. Nuôi ra, nuôi ra, nuôi ra. Long ơi, dậy lấy cơm ăn. Long, dậy lấy cơm ăn đi. Trình, Trình dậy lấy cơm ăn. Khải, Thủ tướng Khải dậy lấy cơm ăn đi. Dương Thanh Kiệt, dậy lấy cơm ăn đi. Kiệt ơi, Y Chiêu, Y Chiêu dậy lấy cơm ăn đi. Ông thằng nào làm kia? Đây đây, lấy rồi đi đi. Ai thua? Dậy lấy cơm ăn đi. Hôm nay này thì chị Ánh lấy cơm đưa qua đó đấy. Chị Ánh lấy cơm đưa cho bạn. À đây của thầy đây chứ, của thầy là thầy riêng, của thầy đây rồi. Thầy ơi, đưa canh mắm ấy cho thầy. Thầy có nữa không? Đưa cho mấy bạn nha. Đấy cơm của thầy, cơm của thầy rồi nhé. Cơm nữa, cơm này mua. Cơm cơm riêng khác chị. Cơm cơm thêm là đây. Cơm thêm hả? Dạ, cơm thêm là không có chữ. Dạ. Cơm đi Hưng. Đang trong này luôn. Dạ. Hai hộp như vậy đó. Đặt đây căng nhỉ. Đây này, cái một hộp trắng, cái hộp đỏ. Đây. Anh đang làm việc, anh ăn nhá. Rồi, cứ thôi, cứ được. Ăn cơm đi em. Em thiếu gì? Thiếu nợ bao lịch trái nước ngọt. À, trái nước ngọt. Y Chiêu dậy đấy con chưa? Chiêu. Dạ cho con canh. Đây rồi, canh đây.